Hoàng Anh Gia Lai hội đủ quân chuẩn bị cho V-League. Sau một tuần nghỉ ngơi đón Tết nguyên đáng, toàn bộ nhóm thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khoác áo đội tuyển quốc gia là Công Phượng, Văn Toàn. Minh Vương và Hồng Duy đã có mặt để hội quân tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng vào chiều mùng 8 tháng 2. Trước đó một ngày, nhóm Xuân Trường, Văn Thanh đã có mặt ở Pleiku để hội quân cùng thầy trò huấn luyện viên Kia Thi Sắc. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch đi Hải Phòng và Ninh Bình thi đấu giao hữu từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, sau khi biết tin ở câu lạc bộ Hải Phòng có một số trường hợp mắc Covid-19, kế hoạch ra miền Bắc tập huấn của thầy trò huấn luyện viên Kia Sắc đã bị hủy. Nhà cầm quân người Thái Lan vẫn lên kế hoạch đá tập huấn hai trận, song thời gian và địa điểm sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng nhằm giúp các thành viên đội bóng được an toàn. Sự trở lại của nhóm cầu thủ trụ cột vừa trải qua quãng thời gian dài thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn. Minh Vương là rất cần thiết cho huấn luyện viên Kia Sắc trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2022. Huấn luyện viên Kia Sắc giao nhiệm vụ cho chuyên gia thể lực người Thái Lan Waito Minh Khang phải nâng cao thể lực cho nhóm Tuấn Anh, Xuân Trường. Minh Vương mùa giải 2021, các cầu thủ chỉ đạt 70% đến 80% thể lực. Năm nay phải nâng cao thể lực hơn nữa vì ngoài V-League, đội còn phải thi đấu ở AFC Champions League, huấn luyện viên Kia Sắc cho biết. Chuẩn bị cho V-League 2022, chiều mùng 9 tháng 2, thay trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức hội quân tại sân thống nhất. Đội bóng này vừa công bố thông tin về ngoại binh thứ ba được đăng ký là Joseph Cocus, tiền đạo người Panama sinh năm 1994. Cocus sẽ hoàn tất thủ tục cách ly vào ngày mùng 9 tháng 2 và được kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vị trí mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến cần tìm. Cocus từng được gọi lên tuyển Panama nhưng chưa lần nào nằm trong danh sách rút gọn. Giá trị của anh trên Transfermarkt là 171.000 USD. Gus chủ yếu thi đấu ở các câu lạc bộ tại Venezuela, Panama hay Guatemala. Đội bóng gần đây nhất anh thi đấu là CD Universitario. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ ba ngoại binh cho mùa giải 2022. Họ ký với trung vệ Brandon Lucas từ giữa mùa 2021, vừa ra mắt tiền vệ Bruno Cosendi và Joseph Cocos ở vị trí tiền đạo cắm.